mẹ nghe tiếng xe phân khối lớn ở đâu ấy nhỉ? Hình như là nó phát ra ở chỗ này anh ơi. Hello, Dương KC chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay là thứ bảy rồi. Thì hôm nay là cuối tuần thì Dương cũng xin chúc tất cả mọi người một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nhá. Clip hôm nay sẽ là một cái clip mình đi mua phân khối lớn nhá mọi người nhá. Như ở cái clip mà mình bán xe giờ 15 trước ấy thì mình cũng có nói là mình sẽ mua một chiếc xe phân khối lớn. Mình thì đang phân vân giữa chiếc Z1000 và CBR650R. Thì như theo mình tìm hiểu và nhiều anh em phân khối lớn bạn của mình có tư vấn cho mình thì bảo mình là mình mới chơi xe phân khối lớn thì lên chơi từ chiếc xe nhỏ rồi hãng lên 1000 phân khối, chứ mà nếu mà lên 1000 phân khối ngay thì đi sẽ rất là nguy hiểm và rất là có thể là sẽ tai nạn nhé mọi người nhá. Sau một tuần gọi là tìm hiểu và nghiên cứu, gọi là ngắm nghía, ngày nào cũng mở YouTube ra để gọi là xem nghiên cứu về xe phân khối lớn thì mình đã quyết định chọn cho mình một chiếc xe phân khối lớn để mua rồi. Thì mình cũng đã đặt cọc và xe bây giờ đang chuyển về cho mình. Đấy, bây giờ thì mình đang chờ gọi là anh ship xe, anh ấy gọi cho mình để mình ra mình đón em vợ của mình nhá mọi người nhá. Mọi người sẽ cùng xem hết cái clip này để xem mình sẽ mua chiếc xe phân khối lớn gì nhá mọi người nhá. Ok anh nhá, giờ em ra nhá. Thì mọi người ơi, thì anh ship xe anh ấy gọi cho mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi gọi là đi lấy vợ đấy, lấy vợ hai, ok. Đây đây mọi người, con vợ của mình nhá. Đây thì mình mua xe của anh Huy Moto mọi người ạ. Đấy, tận trên Hà Nội ship về cho mình. Đấy. Chào mọi người nhá. Đấy, con vợ của anh ấy mông to, mông to, mông to. À đây tôi quên không giới thiệu thằng em này, thằng quê em này. Em là gì nhỉ? Đệ của anh Huy đúng không? Đệ anh Huy. À thằng đệ của anh Huy. Đấy. Ủa đẹp thế nhỉ. Anh Dương ơi, anh chơi, chơi vợ anh trước nhá. Không, mày điên rồi, vợ anh phải... À không, con này mất trinh rồi. Mất trinh rồi, con này mất trinh rồi. Em nó mất trinh rồi. Mày phá trinh vợ anh á. Tao lấy bốn áo nhỉ. Thằng này, mày phá trinh vợ tao. Ôi, ok, thôi về chốt anh nhỉ? Chốt thanh toán anh em xong, nếu mà xe ok rồi này, anh em xem thanh toán cho anh. Đoán anh nhá. Vâng, anh cũng về Hà Nội luôn, tại vì là mưa quá ok. Nhưng mà anh ơi, bây giờ anh cho em thanh toán một lửa có được không? Anh à, ừ, thoải mái. Được bên anh là thoải mái. Vâng vâng. Em có thể thanh toán một nửa. Em thanh toán một nửa. Cầm xe về chạy thoải mái nhá. Nào em trả sau nhanh nhá. Ok anh ơi. Anh ơi, chờ em tí. Hả? Em muốn hộp đồ đã. Nhưng mà hộp đồ gì anh không cần hộp đồ đâu. Em tháo tạm bánh trước thôi, khi nào đủ tiền thì em lắp bánh sau cho anh. Mẹ, thôi thư thả cho anh mấy hôm, bây giờ anh chưa đủ tiền, con này nhiều tiền quá, giờ tháo bánh ra thì khác gì bảo mình đi bốc đầu. Một bánh thôi nhá. Thôi được rồi, để gọi người nhà cầm tiền ra, khổ quá. Cho anh nhìn cái xe này nó uy tín không? Rồi uy tín rồi. Xe thì uy tín rồi. Nhưng mà tiền thì không cho nợ. Cứ bắt về để anh gọi thằng em anh nó cầm tiền ra, giờ đi vay thôi. Mẹ mà em đánh cả xe cả hết lên chứ bắt lại thôi. Ôi giời. Alo em à, Vương à? Ừ. Xem tài khoản có tiền không cho anh mượn tạm 50. Ừ, đang anh lấy xe nhưng mà anh mua xe nhưng mà thiếu tiền em ạ. Thiếu một ít. Ừ, cho anh mượn khoảng 50 triệu nhá. Không có. Thế mày xem là sao con gấu con ngáo ở nhà ấy đem cắm tạm mấy hôm nhá. Ừ, giải quyết nhanh anh cái không bây giờ không lấy xe về được. Người ta cứ bắt phải thanh toán 100%. Rồi ok nhá, xem hàng xóm này, cái ông hôm nọ sang nhà mình chơi đấy, cắm tạm ông ấy lấy mấy chục nhá. Anh chờ em tí nhá. Các anh chờ em tí. A few moments later. Đấy mọi người, mình vừa mới thanh toán tiền xong, buồn thế. Mặn gông. Này bán gấu rồi. Anh hả? Anh thế anh giao dịch xong rồi thì em đi về nhá. Ừ thế em về nhá. Bắt tay cái nhá. Đi về nhá. Về nhá. Hôm mày làm gì đấy? Hả? Đi về xe tao trả tiền rồi, mày làm sao ấy? Xe em ạ. Xe máy. Em đi về. Mày cướp à? Về mày, đi. Tao trả tiền rồi đây. Ôi. Mày cái thằng này. Mày cướp à? Về. Cướp à? Tiếc cái gì? Tiếc quá. Xe bây giờ người ta gửi trả tiền rồi. Xe của người ta cứ đòi. Đi về đi.
Ok mọi người, thì mình đã mang xe về rồi. Thì mình mang xe ra cái bãi đất trống này để review cũng như là làm vài vòng cho anh em xem đấy. Xe mới mà phải gọi là lện vợ ngay. Con này thì mình ngồi chống chân nó cũng thoải mái nha mọi người nhé. Không gọi là cao quá, mình cao 1m65, cũng không cao quá. Ôi giời. Nói chung là con này ngon đấy. Mẹ nghe tiếng xe phân khối lớn ở đâu ấy nhỉ? Hình như là nó phát ra ở chỗ này anh ơi. Ôi tới không? Tới tài tử, xe đúng xe tới rồi. Tới vỡ nợ bán rồi à? Thế anh ai đấy? Anh bỏ cái mũ ra em xem à? Bỏ khẩu trang ra, bỏ nó à? Hay là cướp? Ông ơi nghe si. Sao mà đi đâu mà đi ăn sáng mà từ Hà Nội lên Quảng Ninh ăn sáng này? Từ hồi mua cái xe 300 đến nay anh đi chả thấy xa gì cả. Ăn sáng thế nào mà xuống tận xuống đây? Đi từ Hà Nội xuống Quảng Ninh ăn sáng xong lại phóng về. Cũng kinh khủng đấy. Xe này của anh đi tầm 100-200 cây nó bình thường mà. Như kiểu đi quay tầm 5-7 cây thôi. Xe mạnh mà. Đi kinh đấy nhở. Thế đây xe em mới mượn à? Anh sao ấy, anh nhìn em thế nào anh bảo em đi mượn xe. Xe này em mới mua, em mới lấy con vợ đấy. Mới lấy lúc lấy xong. Ôi giời. Anh ấy bảo em đi mượn. Thế sáng em chả bảo anh là em chuẩn bị lấy vợ ở đây còn gì nữa. Thế không phải là mày đi mày đón vợ mày à? Thế đấy. Xe của chú thì về cơ bản ngoại hình nhìn cũng sang láng nhờ. Ngầu luôn. Đẹp trai đấy. Đẹp trai nhìn đẹp cái trai. Mặt. Nhìn mặt nhìn mặt. Chủ biết đẹp trai rồi. Rõ ràng cái đấy thì ai cũng biết mà. Chỉ có điều là đây chỉ được ngoại hình thôi em ạ. Được cái mã ngoài đây em ạ. Em nói thật anh. Bao nhiêu tiền? Xong tất cả nhá, cả đồ chơi nhá, 160 củ. Ôi, mày con này nó gấp đuôi vậy mà. Hay gạ đổi. Nhưng mà em nói thật, 250 thì đấy là em mới đi em thấy thế thôi. Chị em cưỡi thử con vợ của anh, tuy nó là vợ cũ nhưng mà cũ người mới ta em ạ, ngon mã trưởng luôn. Con vợ của anh em nói thật nhá. Con thua, bọ ngựa làm sao mà ăn được với rơi, Batman. Ôi giời ơi. Nhìn này, gầm cao, mày thoáng, dáng thể thao. Đấy. Thế em không dáng thể thao à? Em này, gầm cũng cao, máy thì cũng thoáng đấy. Mông máy, cũng ok. Máy 250 thì... Nhưng mà thôi, anh nói thật. Là em mà chơi thì anh cũng ủng hộ thôi. Nhưng mà đổi lấy xe anh mà chơi. Thế anh lấy xe nào? Anh mua xe khác à? Thôi thì thêm anh 5 triệu, anh lấy tạm con này đi cũng được. Anh chê xe em yếu mà anh lại bảo là đổi xe của anh lấy xe em thêm 5 triệu. Thì anh làm anh mày bây giờ anh tiếc cái gì đâu. Bây giờ em đi em thấy an toàn, em thấy ngon mà không? Em đi xe anh nữa xe. Nhưng mà để chứng minh cho mày là xe anh mạnh hơn. Nếu mà xe thắng... em mạnh hơn. Ui giời ơi này. Em khẳng định là xe em mạnh hơn. Anh đừng nói là xe anh mạnh hơn. Xe em bây mạnh hơn. Bây giờ tao mày chơi kèo đua mất xe không? Sport nó phải mạnh hơn. Alex Bay hả? Nhưng mà đây là Sport 250. Cái Alex Bay 300 em ạ. Max Speed anh từng kéo là 187. Ui, 187 cơ à? Thế thì cũng ngang cơ xe em thôi. Thế à? Thế thì khả năng là anh em mình phải làm tí kèo em ạ. Làm kèo á, đua thế, anh muốn đua thế. Tất nhiên rồi. Chơi luôn. Bây giờ thằng nào nhá, từ, mày bình tĩnh. Đúng không? Bây giờ nhưng mà chơi phải có kèo thắng kèo thua. Bây giờ nhá, nếu mà mày thắng, anh đẩy mày về nhà. Còn anh thắng, mày bắt buộc mày phải đẩy anh đi cả Uông Bí luôn. Chơi chơi không? Căng nhận em đẩy con này mà khắp cái thành phố của em là cũng chết đấy. Thế tự tin xe chú khỏe không? Đấy, tự tin thì chơi. Chơi luôn. Ăn được Kawasaki à? Cái tuổi mơ nhá. Chơi căng luôn. Chơi luôn. Vào xe. Nóng ấy nhỉ? Xem xe ai mạnh hơn. Tuổi dê. Nào. Từ từ bình tĩnh. Sao? Không được. Sao đây không cân bằng.
Bây giờ anh có giáp, em có giáp đâu. Đi nguy hiểm thì sao? Anh lợi thế hết em này. À thế đâu rồi, nếu mà chúng sợ thua thì chúng sẽ tìm lý do. Không, thế bây giờ anh, nào? Mặc, anh mặc giáp này, em không có giáp, bây giờ đi ra ngã hay sao? Ừ. Nguy hiểm lắm. Như muốn nào? Bây giờ đua theo kiểu khác đi. Em nghĩ là bây giờ đua theo kiểu như thế này đi. Bây giờ mình nói chung là xóm làng ở đây thì ai cũng biết là em ngoan hiền rồi, mà bây giờ em lại đi kiểu nó lấc cấc, người ta lại đánh giá anh hiểu không? À. Người ta lại nói. Ừ. Rồi bây giờ anh em đua theo kiểu chậm đi. Chậm. Đua kiểu là không ga. Nghĩa là đua theo kiểu không ga mà chỉ gọi là nhả côn thôi. Nhớ nhá. Nhả côn. Đấy, ok, à, đua không? Chơi. Được. Thế thì chơi nhá, chấp nhận như thế, chứ bây giờ đua nhanh thì em anh mặc giáp cứng như thế này. Em không có giáp. Đúng không? Được rồi, vẫn kết quả như cũ nhá, okay. Thằng nào thua ấy. Ok luôn. Em sẽ là trọng tài cho cái cuộc đua này. Khi nào mà em thả cái con cò này mà nó rơi xuống đất thì anh em mới được đua nhá. Ok đấy. Không? Ok luôn. Ok. Chơi luôn. 3, 2, 1. Xe đẻ ô ơi. Xe đẻ ô ơi. Tuổi gì? Ôi xe đẻ ô ơi. Tuổi gì? Cho anh lại lần nữa đi, lần lại này hơi chơi hơi ấy. Chơi ba kèo. Lần này là phải chơi bỏ tay ga từ đầu nhá. Ok. Cho tâm hồn của mục nhá. Chơi ba kèo, ai thắng hai là người thắng nhá. Rồi. Okay. Bây giờ là em đếm đến 3 nhá. Anh em bắt đầu cuộc thi thứ hai nhá. Rồi. 1 2 3. Ôi. Ôi. Ấn nhầm mà nút tắt máy. Ôi ấn nhầm mà nút tắt máy. Thôi còn em ấn nhầm mà nút tắt máy. Thôi ông đừng có một đi ấn nhầm mà nút tắt máy. Anh hiểu chưa? Thế bây giờ em lại tiếp tục đến với ba nhá. Ai mà thắng kèo này là người thắng này. 1 2 3. Zep ba đang dẫn đầu. Zep ba rất là dẫn đầu. Xe nó nhanh thế nhở? Ôi, sau một hồi thì R25 bắt đầu, R250 bắt đầu vươn lên rồi anh em ơi. Cuộc đua đang rất là căng co ạ. Xe phải căng đấy. Hình như xe 300 đang đuối hơn rồi mọi người ạ. Sắp đến đích rồi. Sắp đến đích rồi, cố lên anh ơi. Tuổi gì? Em đã bảo rồi, xe em mạnh hơn thì cứ cãi. Tuổi gì? Tưởng xe của nào? Mày đấy. Em nói thật với anh, đua nói thật là như thế là anh đã biết là xe mạnh hơn rồi. Nhanh hơn tí thôi. Ừ. Nhưng mà thôi, mày là người thắng này, anh là anh gương mẫu. Thế nhưng mà theo đúng luật phạt như nào nhỉ? Bây giờ thì đẩy em về nhà đúng không? Bây giờ anh phải đẩy xe em về nhà, nhưng mà em ngồi lên em lái xong anh đủ đít được chưa? Được. Đấy. Ok. Ủa, nhưng mà về nhà xong anh thôi là xong nhá. Giao kèo là xong nhá. Về nhà là xong, ok. Về nhá. Rồi về đi. Dạ. Đấy mọi người ạ, thì quả này mình cho Hưng MC đụt mình khắp cái thành phố Uông Bí luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Nhanh lên anh ơi. Ôi. Nhanh lên. Ừ, nghỉ đi thôi. Nhanh lên, không được anh đẩy chậm nữa, anh bao giờ mới về tới nhà. Mẹ đẩy 30 phút rồi. Mệt chưa? Rồi. Thế tôi được rồi, chừng nghỉ một tí. Từ cái chỗ này, từ cái chỗ mà lúc nãy anh em mình đua về nhà mày sao đi qua cái hồ đẹp nhỉ? Cái này là hồ Yên Trung anh nhá. Cái chỗ này nói chung là từ đây về nhà em còn khoảng 10 cây nữa. Ủa? 10 cây nữa nhá. Lần sau mày tổ chức đua ở đâu, nó gần một tí. Rồi đi tiếp. Đủ tiếp nhá. Ui. Ủa, lâu thế. Ôi, mẹ đến chưa? Đến chưa? Thế chỗ này chỗ nào mệt quá. Đây lại cho anh nghỉ ba. Thế chỗ này chỗ nào đây? Chỗ này là chỗ phố đi bộ. Đấy, trung tâm thành phố em ở đây. Nói chung là từ chỗ này về nhà em còn 5 cây nữa, cố lên anh. Vẫn 5 cây nữa. 5 cây nữa. Đúng đây là 10 cây à? Hả? Bây giờ 5 cây nữa. Vớ, còn 5 cây nữa. Rồi đi đi đi, tối muộn. Đủ lốt nhanh em, đừng về không tối mất. Nhá. Giám sát của các huyện các trung tâm. Anh lên anh ơi, vẫn chưa đến à? Tối rồi. Thế đến đâu rồi? Đây là đâu rồi? Anh ơi, đây đâu rồi? Đây. Hả? Đây là cột đồng hồ cho em này, nhìn chưa? Thấy chưa?
đây là ổng khói à? Ờ, cột đồng hồ ấy. À. Đây là chỗ gần trung tâm ở chỗ em rồi, gần tới nhà em rồi. Gần tới rồi. Nha. Thôi cố gắng đủ nốt đi. Anh lên. Về trời tối rồi, lại không thấy tối nữa. Đi ăn sáng tự đốn được. Anh lên, nhanh lên. Anh lên không mất xe rồi. Tới rồi, tới rồi. Tới nhà rồi, tới rồi. Nhà rồi. Mày quá, chắc nhà đây. Không, nhà không, to không. Nhỉ? Ở trên dốc mà. Trên dốc trên kia. Trên dốc kia. Cái con dốc ở đằng kia. Ừ. Anh Dương ạ. Hả? Em xin anh Dương. Sao? Anh tha em, anh cho em về Hà Nội. Thì anh bảo anh hứa với em là anh đuổi em về tận nhà. Đẩy đẩy đến từ sáng giờ phải đến 20 cây rồi bây giờ mới về đến nhà. Ừ. Mà có đoạn cuối là có con dốc kia. Dốc kia làm sao đâu anh, mỗi con dốc cuối cùng mà anh không không chắc là lốt. Còn con dốc này chắc mày tha cho anh thôi. Sao anh mệt quá từ sáng đến giờ. Ừ thì em cũng dẫn anh đi một vòng ngũ ý rồi. Sao lại vòng ngũ ý là gì? Tức là tưởng về nhà mày cơ mà. Ừ thì về nhà em thằng này thôi.